Đặc biệt công ty Vũng Đạt vừa rồi đã
chạy thành công cái chương trình GDP của SCB của Đức, tức là cái phần sách là cái phần một cái phần mềm quản trị doanh nghiệp của Đức, nhưng mà ở cái tầm một cái công ty trách nhiệm hữu hạn như chúng ta mà để đầu tư như thế thì đây là công ty Việt Nam đầu tiên và một ứng giả của công ty trách nhiệm hữu hạn. Bởi vì nói cái này để cho anh Sáu và các anh chị hiểu rồi, khi tôi làm SCB có nghĩa là mọi vấn đề minh bạch hoàn toàn trên hệ thống máy tính, trên hệ tên tổ, trên tổ chức, có nghĩa là ngồi ở đâu kiểm soát vấn đề được, và doanh nghiệp là hạch toán một sổ, không hạch toán hai sổ, không né được bất cứ cái gì cả, tức là bán lời bao nhiêu, đóng thuế bao nhiêu, đóng ra bao nhiêu. Thì ở đây cũng xin thưa là kể cả những cái công ty mà cổ phần lên sàn chứng khoán người ta chưa dám làm. Bởi vì sao? Nó đơn giản là chắc anh Hà lên doanh nghiệp hiểu rồi, trong cái hạch toán bao giờ cũng một sổ, một sổ rưỡi, hai sổ đó. Nhưng mà riêng của Đạt tôi rồi được thật 1 tháng 6 vừa rồi là chạy go live SAP thành công, và tất cả những cái gì còn trên SAP là thực hiện để hết cái sổ sách. Và với một chủ trương là cho đến giờ này thì phải minh bạch toàn bộ hoạt động công ty. Và ở tôi thì năm nay 60 tuổi, trên 60 thôi, phải là trên 60 tuổi thì cũng chuẩn bị là coi như là bàn giao này cho một cái thể là lãnh đạo trẻ của công ty báo cáo cả. Thì chắc là để mà giới thiệu sơ về công ty thì chắc là nhờ anh Sơn, trong anh Sơn là hiện nay thì nó ở bên khối sản xuất sẽ báo cáo sơ, giới thiệu sơ về các dự án thôi, không cần nói sâu, sơ nhanh để cho các anh biết là mình làm những cái gì thì hỗ trợ ở Việt Nam. Cảm ơn. Xuất sắc trong việc góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Campuchia, được Phó Thủ tướng, Thống tướng, Ủy viên Bộ Chính trị của Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, bà Men Somon đã ký. Xin trân trọng. Mời nhà sĩ Quân Hiếu lên đứng cho 4 người chụp cái ảnh với mời cho Nam lên trên đây cái tập lên chiếu lên rồi. Lại thêm một nữ tướng là đã từng là phiên dịch cho Campuchia là mời chị Vân. Dạ. Chúng ta đã cài đặt và món ăn trong hội ta, trong câu lạc bộ ta sẽ có được nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như tập đoàn Phú Đại. Xin cảm ơn.